Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái đoạn trò chuyện với một cô gái rất là đặc biệt, và các bạn tất cả là các bạn đang chờ cái cô gái này mà đứng trước cô gái này mà cũng bối rối này. Cô gái này sẽ bật mí cho bạn những cái câu chuyện rất là hay. Trước tiên là em giới thiệu em tên là gì và hiện tại cái công việc của em nó là gì? Dạ vâng, mình xin chào tất cả, em xin chào thầy Nguyễn Thái Duy và em xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đỗ Thu Hiền, mình có biệt danh là Dũng Sĩ Diệp Mộ. Hiện tại thì Hiền đang là chủ sáng lập của Hiền Văn Siba. Siba của mình thì chuyên kinh doanh về điều chăm sóc da và điều trị mụn và tất cả các bệnh lý, và hiện tại thì mình có thêm một cái mảng dịch vụ nữa là mình chuyên đào tạo về ngành chăm sóc và làm đẹp. Nghe cái giọng của bạn thì bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ Nam Định ạ. Từ Nam Định. Và bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn từ năm 2003. Wow. Nhưng mà mình nói chuyện thì vẫn còn đặt giọng địa phương. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Vậy thì vào Sài Gòn thì tại sao em lại chọn con đường làm kinh doanh mà không chọn cái khác? Dạ, em chọn cái đường kinh doanh là em muốn, đầu tiên là mình muốn kiếm tiền, muốn kiếm tiền đỡ gia đình mình và những người thân mình, vì gia đình em rất là nghèo. Em chủ yếu là em muốn tự do về tài chính và có nhiều thời gian để dành cho gia đình và người thân nhiều hơn ạ. Vậy thì em bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi, tức là vào đây thì khi nào thì bắt đầu làm business riêng? Em vào đây thì em cũng bươn trải rất là nhiều công việc. Năm 2014 em bắt đầu làm kinh doanh ạ. Cho tới nay là được 6 năm rồi. Dạ vâng ạ. Thì cái hành trình qua kinh doanh nó phiêu linh, nó đã không? Nói chung là khi mà chúng ta đang kinh doanh thì chúng ta phải tự tin vào bản thân mình rất nhiều và phải cố gắng. Có nghĩa là mình phải dấn thân rất là nhiều, phải hành động rất là nhiều và phải làm rất là nhiều. Và kinh doanh thì chúng ta luôn đặt là, đầu tiên chúng ta nói là về cái chất lượng dịch vụ hoặc là cái chất lượng về sản phẩm chúng ta phải có đầu tiên thì chúng ta mới kinh doanh được ạ. Không em kể câu chuyện của em chứ em không nói chúng ta rồi đó, tức là trong hành trình em đang làm kinh doanh đó. Dạ, vâng. Em gặp những cái trăn trở, lên voi xuống chó nó như thế nào, gặp những cú bắt nào, cái câu chuyện của em á. Dạ vâng ạ. Hiền xin chia sẻ về cái vấn đề hành trình làm kinh doanh của mình. Đầu tiên thì Hiền đã làm kinh doanh thì suốt đầu tiên mình ra kinh doanh thì mình từ một kỹ thuật viên mình ra, có nghĩa là mình làm nghề chăm sóc da, mình tự nhiên kỹ thuật viên. Ra từng nghề. Dạ vâng ạ, em không có kiến thức về nền tảng kinh doanh. Em chỉ biết là mình ra làm, đầu tiên là mình muốn kiếm tiền nhiều hơn, muốn dành thời gian cho con nhiều hơn ạ. Thì khi em ra kinh doanh thì lúc đầu em kinh doanh rất là nhỏ. Em không có nền tảng kinh doanh thì em nói câu chuyện đầu tiên là em buồn là năm 2014 đã kinh doanh. Lúc đó em không có kiến thức kinh doanh mà cũng chưa biết làm như thế nào để mình có lợi nhuận. Thì năm đó em khi trả lương cho nhân viên xong, nhân thưởng xong là em không có tiền ăn Tết. Nhưng mà em vẫn quyết định vay 30 triệu để ăn Tết và không để cho bố mẹ hay người thân mình lo lắng. Sau đó thì em đã đặt câu hỏi rất là nhiều, tại sao mình không có tiền? Mình đi làm công mình có tiền, giờ mình làm chủ mình không có tiền là tại sao? Khi mà em trả lời được câu hỏi tại sao thì những năm sau thì em đều có tiền nhiều để ăn Tết và mình không hề lo lắng về điều đó. Tại sao? Trả lời tại sao? Em thì xét lại toàn bộ cái quá trình mình làm việc và cái cách mình làm việc đã hiệu quả chưa, hay mình chăm sóc khách hàng như thế nào, dịch vụ của mình như thế nào, cách nhân viên mình đã làm việc tốt chưa. Thì qua quá trình đó thì em bắt đầu em thay đổi dần dần, mỗi ngày một chút xíu thì công việc kinh doanh của em được tốt hơn. Có lúc nào mà nó khó khăn đến nỗi mà muốn bỏ cuộc không? Có giây phút đó chưa? Em thì có năm đầu tiên thôi, còn những năm sau thì em kinh doanh thì em cũng đi từng bước nó chậm nên là em chưa có gặp cái giai đoạn mà khó khăn mình bỏ bước. Nhưng mà cái công việc của em nó không phát triển lên được, có nghĩa là nó cứ ở một cái mức độ mà mình không có lớn được. Nó cứ ở mức độ là nhỏ, mình muốn lớn mình cũng không biết tại sao mình làm lớn. Và vì cái điều đó mà em khao khát em tìm đến BeTraining ạ. Có lúc nào mà bị nợ nào âm nợ nó lớn nó nổi mà tối ngủ không nổi, mặt mụn nó nổi đầy chưa? Dạ chưa ạ, em chưa phải trải qua giai đoạn đó. Dạ. Vậy là bạn rất là may mắn với cái chỗ này rồi. Vâng ạ. Có lúc nào mà ra kinh doanh mà mình ốm nhom chưa? Em có ạ, có thời điểm này em bắt đầu này em chuyển từ cơ sở nhỏ, bắt đầu em mở, đầu tiên là em kinh doanh em làm 3 giường, sau đó em đi được 5 giường. Và lúc đầu vẫn chuyển lên 11 giường, là lúc đó em sang cơ sở mới. Thì bắt đầu lúc đó em rất là lo lắng, không biết khách hàng có theo mình không, rồi cái doanh số của mình có đủ trả mặt bằng nhân viên không. Lúc đó là em không như bây giờ, em chỉ còn 48 kg thôi. Nói chung là như thầy nói là cũng nhăn nheo ốm nhom trên thì nỗi mà phải xì mụn, vì em là người điều trị mụn đã. Tại sao không chọn làm gì khác là lại chọn mụn? là em xin chia sẻ là đầu tiên em xuất thân em là người bị mụn rất là nhiều, và khi em bị mụn nhiều thì em cũng nghe người nọ cái giới thiệu thì em sử dụng sản phẩm và em bị nám rất là nặng. Thì khi em hiểu cái cảm giác một người mà bị mụn bị nám là khi mà đối diện với lại người trước mặt mình hoặc là mình đi giao tiếp mình rất là mất tự tin và mặc cảm. Thì đầu tiên em theo đuổi cái công việc và cái ngành này là em mong muốn là mình điều trị cho chính mình đã, hết mụn đã, sau đó em mong muốn sẽ điều trị và đáp ứng cho phục vụ cho nhiều người hết mụn và có làn da khỏe như em. Thì sau khi mình làm rồi, mỗi ngày mình làm tốt hơn thì công việc mình đam mê và mình cuốn hút được càng ngày thì mình đang mong muốn phát triển rộng hơn ạ. Vậy thì hiện tại trụ sở mình nằm đâu? Dạ, Hiền Văn Siba hiện tại là em chỉ có một cơ sở duy nhất là ở 11 Phan Văn Sửu, phường 13, quận Tân Bình ạ. Dự kiến sắp tới mở ở đâu ạ? Em dự kiến là trong năm 2020 này em sẽ có một chi nhánh ở quận Bình Thạnh. Nhưng hiện tại thì em đã bắt đầu là chuẩn bị mở và khai trương một cơ sở đào tạo ở cách đó khoảng mấy căn trên đường Phan Văn Sửu ạ. Mà em đã bắt đầu đang là ươm mầm lên và bắt đầu là chuẩn bị em khai trương rồi ạ. Mọi người muốn liên hệ với em thì sao? Các bạn hãy liên hệ với Hiền Văn Siba trên kênh Facebook hoặc YouTube của Hiền Văn Siba, hoặc các bạn có thể liên hệ với số hotline 0903 887 049 ạ. Hiện tại bạn có những dịch vụ gì? Hiện tại thì Hiền Văn Siba chuyên điều trị về mụn và tất cả các bệnh lý ví dụ nám hay sẹo rỗ hay sẹo thâm các bạn nhé. Những bạn nào mong muốn có làn da khỏe đẹp an toàn thì các bạn hãy về với đội của Hiền. Mình đảm bảo là tất cả các dịch vụ mình đều đáp ứng và làm hài lòng các bạn. Hiệu quả sau từng lần một nha các bạn. Chỉ sau một lần cũng như là một tuần các bạn đã cảm nhận cái hiệu quả rất là rõ rệt. Bạn đi lên từ nghề và rất là nhiều người giống như bạn đó, họ lên từ nghề. Ví dụ mình đi làm nghề biết hớt tóc cái ra mở tiệm hớt tóc, mình đi làm nghề mụn cái ra mở nghề mụn, làm đi sửa xe cái ra mở tiệm sửa xe. Và cái công thức chung của những người đi lên từ nghề á là họ không có phát triển được. Vậy thì cái lý do gì mà bạn lại đi tìm kiếm kiến thức kinh doanh để bạn học? Dạ, khi em muốn phát triển nó lớn mạnh. Tại vì khi mình bắt đầu mình làm ở nhỏ hoài mình không có phát triển được. Em khao khát được nhiều người biết đến cái Hiền Văn Siba này. Và em muốn mang giá trị đó đến thật là nhiều người. Và em mong muốn cái sự lan tỏa nó rộng hơn lớn lên. Nhưng mà em không biết làm sao để cho nó rộng lớn được. Em biết được là mình hiện tại em cũng đọc những cái tài liệu về kiến thức kinh doanh, hay mình cũng xem những cái mà video mà nói về kiến thức kinh doanh thì em biết em đang bị thiếu kiến thức kinh doanh rất là nhiều. Mình chỉ có kỹ năng về cái mà kỹ thuật thôi, còn về kiến thức về kinh doanh em hoàn toàn không có. Thì em hiểu được là muốn mà mình mà là kinh doanh mà phát triển lớn thì chúng ta phải có cái nền tảng marketing thật tốt và chiến lược kinh doanh. Thì em cũng khao khát muốn tìm đến một người thầy để cho em có thể là theo đuổi để học hỏi. Đó thì em cũng tìm kiếm rất là nhiều nhưng mà em không có biết tìm đâu. Thì qua một cái cuộc có một cái cuộc gặp uống cà phê với bạn thì em cũng chia sẻ về cái sự mà mong muốn của em là bây giờ em muốn phát triển, muốn lan tỏa cứ như thế này thì không có được, cái mong muốn mình nó phải khát khao lớn hơn. Thì người bạn đó có giới thiệu đến BeTraining và thầy Nguyễn Thái Duy. Thì có hai video em xem thì em cảm thấy kiến thức của thầy chia sẻ rất là hay và bổ ích mà em đang rất là cần cái kiến thức này. Và em đã quyết định đăng ký ngay trong tuần đó để em đi học cái lớp của thầy, cái miễn phí ạ. Thầy có cái lớp miễn phí 3 giờ 500 ngàn cho các bạn. Nếu như bạn nào mà chúng ta mà chưa có hiểu về kiến thức kinh doanh chúng ta cần thì chúng ta có thể liên hệ với BeTraining để chúng ta được nhận cái lớp miễn phí đó. Thì mình qua cái lớp học đó và mình thấy là thầy nói rất là đúng. Chúng ta ra chúng ta không có bài bản và chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ bị hỏng, và khi mà những cái đường thất bại đằng trước mắt nó đang chờ đợi chúng ta rất là nhiều. Vậy khi sau khi học thì em đã thuyết phục ông xã và nhân sự là em gái của em đã đi học cùng. Dạ vâng. Thì hiện tại hôm nay thì ông xã em cũng đứng tại đây. Em cũng phải thuyết phục rất là nhiều tại vì lớn tuổi nó rất là lười đi học. Nhưng mà khi chúng ta như thầy nói là không có cộng sự nào tốt bằng chính người thân của mình ạ. Và em cũng xin cảm ơn thầy Nguyễn Thái Duy rất là nhiều, cảm ơn BeTraining rất là nhiều đã cho em những kiến thức về kinh doanh và nền tảng marketing. Và sau một năm em học ở BeTraining thì cái doanh số của em đột phá lên rất là nhiều ạ. Em biết cách tăng doanh số này, em biết cách vận hành doanh nghiệp này, em biết cách quản lý về nhân sự này, đào tạo nhân sự này, ra quy trình này. Và bây giờ thì em biết cách là chăm sóc hàng tốt hơn và kiếm thật nhiều data về cho mình nữa. Và hiện tại thì em đã mở được một cái lớp về đào tạo và em cũng có thêm nguồn thu nhập thứ hai nữa. Và em có một cái kênh YouTube cũng kiếm rất là tiền rồi. Và em có rất nhiều khách hàng từ đó ạ. Tuyệt vời. Vậy thì một cái lời chia sẻ đến những bạn muốn ra kinh doanh mà cứ tục thọ, không dám thì bạn muốn chia sẻ cái gì? Các bạn ơi, nếu như bạn nam, bạn nữ nào hay là tất cả chúng ta là phụ nữ hay là đông muốn ra kinh doanh thì chúng ta phải tự tin về bản thân mình đầu tiên ạ. Và chúng ta phải có niềm tin vào chính bản thân mình, phải cố gắng vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó. Vì ai cũng sợ là ra kinh doanh chúng ta sẽ không có tiền, không có việc làm. Nhưng muốn ra kinh doanh thì chúng ta phải tự tin bản thân mình và phải cố gắng hết sức ạ. Dù khó khăn như thế nào cũng không bỏ cuộc. Và muốn ra kinh doanh được thành công thì chúng ta phải có nền tảng kiến thức về kinh doanh và marketing. Thì các bạn hãy tìm đến BeTraining và thầy Nguyễn Thái Duy, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ với kiến thức đó, cũng giống như mình bây giờ ạ. Và bây giờ thì mình rất là tự tin khi đứng đây và nói chuyện với các bạn và thầy. Em xin cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn BeTraining và em xin cảm ơn cộng đồng BeTraining đã giúp đỡ em rất là nhiều ạ. Các bạn rất là nhiệt tình, giới trẻ rất là ok. Em xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuyệt vời. Các bạn biết không, thường thường là mọi người hay nói là mình nhớ trong cái câu Kinh Thánh đó, nói câu như vậy nè, tìm thì sẽ gặp, gõ cửa thì sẽ mở cho. Kinh Thánh nói chính xác cái câu đó như vậy. Và giống như hành trình của bạn Hiền Văn, các bạn thấy không ạ, khát khao tìm kiếm thì tự nhiên nó sẽ gặp được. Thì cũng thông qua cái đoạn video này, mong các bạn hãy cố gắng tìm, suy nghĩ cái gì, khát khao gì thì hãy gửi nó vào vũ trụ, thì tự nhiên vũ trụ sẽ gửi lại cho bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúng ta sẽ xem các bạn những đoạn video sau nhé. Bye bye các bạn. Dạ vâng ạ, em xin chào các bạn.